Sau đây là một thông tin buồn. Sau nhiều ngày điều trị, dù được các cán bộ, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 tận tình cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu, bệnh hiểm nghèo, Đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy đã qua đời vào lúc 21 giờ tối qua, hưởng thọ 84 tuổi. Anh hùng phi công huyền thoại Nguyễn Văn Bảy sinh năm 1936 tại huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp, tên thật là Nguyễn Văn Qua. Năm 1953, ông đi bộ đội và tập kết ra Bắc, bắt đầu học lái phi công. Từ năm 1965 đến năm 1968, ông đã tham gia gần 100 trận không chiến, bắn hạ tổng cộng 7 máy bay Mỹ. Năm 1975, ông tiếp quản sân bay Cần Thơ và tham gia điều hành các sân bay khác ở miền Nam như Tân Sơn Nhất, Biên Hòa, Cần Thơ, đồng thời chỉ huy làm nhiệm vụ tại Campuchia. Năm 1989, ông nghỉ hưu và làm trưởng ban liên lạc Hội cựu chiến binh không quân tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1990, ông về xã Tân Phú Đông, thị xã Sa Đéc, sống cảnh điền viên cùng gia đình. Năm 2009, gia đình ông chuyển về quê ở ấp Hậu Thành, xã Hòa Thành, huyện Lai Dung làm nghề nông. Ngày 16 tháng 9 năm 2019, anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy nhập viện do đột quỵ. Dù được các cán bộ, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 tận tình cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu, bệnh hiểm nghèo, ông Nguyễn Văn Bảy đã qua đời vào lúc 21 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2019, hưởng thọ 84 tuổi.